Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DKI BlogBP nhé. Và hôm nay thì bên mình rất là vui khi lại có cơ hội để được khoe cho mọi người xem một cái sản phẩm lông mày rất là đẹp, rất là tự nhiên vừa được thực hiện bởi Master Ngoan Minh Vương. Và trước khi mà chúng ta phân tích kỹ hơn về cái tình trạng lông mày sau khi làm xong của khách ấy, thì cùng trò chuyện với bạn khách hàng một chút nhé. Em chào chị ạ, chị để cho em biết tên của mình và mình đến từ đâu được không ạ? Tên Hà, đi Hà Nội. À vâng, chị ơi không biết là lý do gì mà chị lại lựa chọn DK để làm dịch vụ à chị? Thực ra mình nghe đến DK rất là lâu rồi và thực sự là các bạn rất là nổi tiếng rồi. Và tức là đấu tranh mãi là lúc đầu là cũng sợ đau. Thế là bây giờ mình dám ra đây. Thế mình tìm hiểu nghe ở trên Facebook đúng không ạ? Đúng rồi. Thế không biết là khi mà theo dõi trên Facebook như vậy này và hôm nay khi mà tới trực tiếp cơ sở bọn em ở 61 Nguyễn Công Trứ ấy, thì chị có cái đánh giá gì không ạ? Trước tiên là về cơ sở vật chất của anh em này cũng là về nhân viên đón tiếp thì mình có cái nhận xét gì không ạ? Cơ sở vật chất thì rất là lớn rồi, nhân viên thì chuyên nghiệp và lượng khách hàng ở đây thực sự là rất là đông và đến cảm giác là tin tưởng hơn ấy. Khi mà vừa mới đến thì thấy lượng khách hàng đông rồi, các cái chuyên gia đông, các bạn tư vấn cũng rất là nhiệt tình. Dạ vâng ạ. Thế không biết là hôm nay thì trong quá trình làm lông mày ấy, thì mình có cái gì muốn chia sẻ không chị? Cảm giác của chị làm thì có đau rát như là mình nghĩ mình sợ không ạ? Không hề đau tí gì đó. Dạ vâng ạ. Vậy với cái dáng lông mày mới này thì chị có thấy có hài lòng không? Thấy trên Master Ngoan Minh Vương nghe mà thiết kế cái dáng lông mày này có phù hợp với mình không ạ? Mình rất hài lòng. Dạ vâng ạ, em nhờ kính quay sát vào lông mày của chị một chút được không ạ? Như mọi người có thể quan sát nhé, lông mày của chị rất là ít ạ, cực kỳ ít lông mày thật luôn ạ. Và đây là được chuyên gia bên mình làm bằng công nghệ Hairstrop. Công nghệ này thì sẽ giúp lông mày của chúng ta nhìn rất là bay bổng tự nhiên và chơi được bền màu hơn so với cái công nghệ điêu khắc trước đây. Và hiện tại thì công nghệ Hairstrop của bên nhà mình đang có giá limit là 7 triệu. Và ở thời điểm hiện tại nếu như mọi người đăng ký trong livestream này thì mình sẽ được giảm giá 20% nhé. Và sẽ giảm giá thêm từ 5 đến 10% nữa khi các bạn đăng ký dịch vụ theo nhóm cũng như đăng ký combo các dịch vụ ạ. Chị ơi cho em hỏi thăm thêm một xíu nữa là qua cái livestream này thì chị có điều gì muốn gửi gắm tới người làm lông mày cho chị không ạ? Và chị Ngoan Vương. Mình rất cảm ơn chị Vương và khi mà mình đến là chị vừa nhìn dáng lông mày thôi và chị đã tư vấn rất là đúng như những cái gì mà mình nghĩ trong đầu mình còn chưa kịp nói ra, chưa kịp chia sẻ thì chị đã tư vấn hết rồi. Dạ vâng ạ. Vậy còn với những cái bạn nào mà cũng đang có nhu cầu đi làm lông mày này hay làm những cái dịch vụ khuôn xăm khác ý, mà chưa biết là phải lựa chọn cơ sở nào, bởi vì hiện giờ là có rất nhiều những cơ sở ở Hà Nội mình ạ, thì không biết là chị có điều gì muốn gửi gắm tới các bạn đấy không ạ? Nếu như bạn nào mà đang phân vân, đang suy nghĩ thì mình nghĩ là nên làm càng sớm càng tốt. Dạ vâng ạ, đây là cái thời điểm rất là thích hợp để làm những cái dịch vụ về khuôn xăm nhá, bởi vì như các chị em biết ạ, chỉ còn khoảng 2 tháng thôi là đến Tết rồi. Vậy nên là đấy, nếu như mà chị em nào đang có nhu cầu làm đẹp cho lông mày này, môi mí của mọi người, và đặc biệt là những chị em nào đã làm chưa ưng và có nhu cầu phải xóa sửa ấy, thì chị em hãy nhanh tay đăng ký qua fanpage DK Eyebrow Beauty để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp. Và bởi vì có thể là cái khối lượng tin nhắn của mình sẽ khá là nhiều ấy, nên nếu như các bạn thấy mà trả lời hơi chậm một chút thì mọi người có thể gọi điện ngay vào hotline 0912310000 để được tư vấn và đặt lịch nhé. Em cảm ơn chị đã tin tưởng sử dụng dịch vụ bên em. Cảm ơn các bạn theo dõi livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.